hai trong số những cái công nghệ nổi tiếng tại BB Thanh Mai, đó là UltraBee và Thermat. Hiện tại thì đây là hai công nghệ đứng đầu về làm đẹp cơ mặt. Dạ, cho em hỏi hai công nghệ đó có gì khác nhau hả bác sĩ? Hai công nghệ này là đều được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về nâng cơ trẻ hóa da không xâm lấn. Tuy nhiên nó có cái sự khác nhau, đó chính là Thermat thì nó sẽ có cái độ sâu tương ứng với lớp biểu bì, trung bì và hạ bì. Khi mà nó đưa vào trong da thì nó sẽ tạo cái nhiệt độ từ 60 đến 70 độ C, từ đó là nâng cơ và trẻ hóa da. Còn UltraBee thì mình sẽ sử dụng sóng siêu âm hồi tụ vi điểm, khi mà tác động vào trong da thì ở độ sâu 4.5, nó sẽ làm nâng cơ và độ sâu này là tương đương với phẫu thuật thẩm mỹ. Cả hai cái công nghệ này đều tạo cái sự trẻ trung cho gương mặt cũng như là tạo cái đường viền hàm rất là sắc nét, từ đó tạo cho gương mặt của chị sự nâng cơ nè, xóa nhăn, không xâm lấn. Vậy theo bác sĩ thì làn da của em hợp với công nghệ nào? Đối với gương mặt của chị thì bác sĩ thấy là gương mặt mình hơi tròn ha, có những cái hiện tượng là đổ cơ vùng viền hàm, vùng cạnh mũi má khá là sâu và cung mày của mình cũng hơi sụp. Thì bác sĩ thấy là công nghệ UltraBee là phù hợp với chị nhất. Nó sẽ làm cho gương mặt mình thon gọn và nâng lên rất là rõ ràng. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị. Dạ.